Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Khách mời trường quay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Quý vị khán giả thân mến, theo Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá Bộ Y tế thì Việt Nam hiện đang nằm trong nhóm 15 nước có số người hút thuốc lá nhiều nhất thế giới. Hàng năm thì Việt Nam có khoảng 40.000 người tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá, và con số này đến năm 2030 thì có thể tăng lên tới 70.000 người một năm. Đáng buồn hơn là có khoảng 33 triệu người không hút thuốc lá bị ảnh hưởng bởi khói thuốc. Tác hại của thuốc lá như vậy, nhưng mà tại sao số lượng người hút thuốc lá vẫn gia tăng, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam? Và làm thế nào để nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá? Đây cũng là chủ đề sẽ được bàn tới trong chương trình Khách mời trường quay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn hôm nay. Và vị khách mời của chúng ta hôm nay là bác sĩ chuyên khoa 2 Tạc Văn Nam, giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe tỉnh Bắc Cạn. Xin chào quý vị khán giả của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bắc Cạn. Xin chào Phương Huệ. Vâng, và đây cũng chủ đề Ngày Thế giới không hút thuốc lá 31 tháng 5 cũng chính là cái nội dung mà chúng ta hướng tới trong chương trình ngày hôm nay. Và mở đầu cho chương trình thì xin mời vị khách mời và xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi một phóng sự ngắn dưới đây. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, phần lớn những người hút thuốc đều không hiểu rõ tận tường về những mối nguy cơ sức khỏe mà thuốc lá có thể gây ra. Họ chỉ hiểu chung chung hút thuốc lá là nguy hại. Rất nhiều trong số những người sử dụng thuốc lá chỉ kể được bệnh có liên quan là ung thư phổi mà không kể được tên của những căn bệnh khác. Họ cũng không biết rằng hút thuốc cũng có thể gây tim mạch, đột quỵ và nhiều căn bệnh khác, bao gồm nhiều dạng ung thư khác. Một nghiên cứu về cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trên vỏ bao thuốc lá Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu và Trợ giúp Phát triển Cộng đồng thực hiện nghiên cứu năm 2011 cho thấy có tới 60% đối tượng tham gia nghiên cứu không để ý tới cảnh báo sức khỏe bằng chữ hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi, hút thuốc lá có thể gây bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trên bao thuốc. Những hình ảnh mạnh như thế này có tác động rất hiệu quả đến người hút thuốc. Đa phần những người được hỏi đều biết hút thuốc là không tốt cho sức khỏe nhưng chưa thể từ bỏ được. Vâng, những hình ảnh vừa rồi thì chắc hẳn đã mang đến cho quý vị khán giả những cảm giác sợ hãi và cũng là một phần nào hiểu được tác hại của thuốc lá. Và thưa bác sĩ chuyên khoa 2 Tạc Văn Nam, giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe tỉnh Bắc Cạn, xin bác sĩ có thể nói rõ hơn về tác hại của thuốc lá đến sức khỏe của người mà trực tiếp hút thuốc được không ạ? Trước hết thì xin được bày tỏ quan điểm là rất đồng tình với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bắc Cạn đã đưa cái chuyên mục phòng chống tác hại thuốc lá vào trong chương trình kỳ này. Khi mà tác hại hiện hữu của thuốc lá đang được xã hội rất là quan tâm, và trong những ngày này thì cả nước chúng ta đang hưởng ứng tuần lễ quốc gia không khói thuốc từ ngày 25 đến 31 tháng 5 năm 2015. Và thành phần chính của thuốc lá là nicotine. Nicotine thì có thể chứa ở trong thuốc lá khoảng từ 2 đến 10%. Nhưng mà cá biệt ở những cái lá thuốc lá già hoặc thuốc lào có thể lên tới 16%. Mà nicotine là một chất gây nghiện, và kèm theo đó là như vừa nêu ở trên là có khoảng 70 đến 400 chất có thể gây ung thư. Như vậy thì hút thuốc lá chính là chúng ta đã hít một cái lượng khói thuốc độc hại, trong đó có hoạt chất độc hại vào trong cơ thể. Thì khi mà những chất này vào trong cơ thể thì nó sẽ ngấm vào máu và đi từng đến các tế bào, có thể gây ảnh hưởng đến tất cả các cơ quan trong cơ thể. Và đặc biệt thì khi mà hút thuốc lá thì chúng ta có thể là cái nicotine thì người ta đã chứng minh là nó có thể là giết chết một đứa trẻ chỉ trong vòng rất là ngắn, mà với hàm lượng là vài gram. Mà khi hút thuốc lá nhiều như vậy thì chúng ta thấy rằng là nguy cơ của nó có thể gây lên khoảng 25 loại bệnh khác nhau, trong đó có các loại bệnh ung thư ở tất cả các mọi cơ quan phụ tạng trên cơ thể chúng ta. Ngoài ra có thể gây những bệnh về đột quỵ tim hoặc là đột quỵ não. Vâng, còn đối với những người mà không hút thuốc lá mà bị ảnh hưởng bởi khói thuốc lá thì sao thưa bác sĩ ạ? Khi thở ra hoặc là cái đầu khói thuốc mà khói thuốc phụ nó tỏa ra xung quanh, mà những người xung quanh có mặt ở nơi đó thì cũng có thể là hít thuốc, hít cái khói thuốc vào thì gọi là hút thuốc lá thụ động. Thì hút thuốc lá thụ động và hút thuốc lá chủ động thì cũng là một cái tác nhân mà gây ra những cái bệnh cảnh tương đương nhau. Bởi vì là khi mà anh hút thuốc lá thì
anh đưa cái chất độc vào người. Còn khi mà những người xung quanh mà hít phải thuốc lá, những cái khói thuốc mà người khác thải ra thì cũng vẫn là ảnh hưởng bởi chính cái khói thuốc lá và cũng có những cái độc tố mà ảnh hưởng đến cơ thể. Đối với đối tượng là trẻ em và phụ nữ mang thai thì cái mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe có lẽ là nó còn lớn hơn rất nhiều phải không ạ? Vâng. Đương nhiên, bởi vì là phụ nữ mang thai và những đứa trẻ mà cho con bú đều là ảnh hưởng bởi khi mang thai người mẹ mà hút thuốc lá hoặc là phơi nhiễm bởi vì khói thuốc thụ động, hút thuốc thụ động của những người xung quanh, ví dụ ông chồng hút thuốc lá chẳng hạn. Mà khi hút thuốc lá hoặc là ta hít thuốc lá thụ động vào thì người mẹ mang thai vô hình dung là đem những chất độc đó vào máu và cũng đi nuôi thai nhi. Dẫn đến thai nhi có thể là có những ảnh hưởng trực tiếp, ví dụ như là sinh con nhẹ cân hoặc là có thể là sảy thai hoặc là thai chết lưu. Hoặc những đứa trẻ mà sinh ra thì có thể là ảnh hưởng rất nhiều từ cái chất độc, độc chất ở trong thuốc lá nó gây ra. Ví dụ sau này nó sẽ thiểu năng về trí tuệ hoặc là chậm lớn, còi cọc hơn những đứa trẻ khác. Có con số thống kê cụ thể nào về những vấn đề liên quan tới thuốc lá trên địa bàn tỉnh không thưa bác sĩ ạ? Hiện tính đến thời điểm hiện nay, năm 2015, thì chúng ta có thể là hàng năm chúng ta có thể thống kê được cái sản lượng trồng cây thuốc lá hoặc là cái tình hình kinh tế phát triển mà thu được lợi nhuận từ cái nguồn mà trồng cây thuốc lá. Tuy nhiên để mà có những con thống kê về cái ảnh hưởng của thuốc lá đối với sức khỏe của con người hoặc là tình hình sử dụng thuốc của người dân trên địa bàn thì cần phải có những cái công trình nghiên cứu khoa học cụ thể thì mới được phép công bố chính thức. Thế đến hiện tại thì tỉnh ta cũng chưa có một cái đề tài nghiên cứu khoa học nào liên quan đến cái tình hình sử dụng thuốc lá cũng như là cái mức độ ảnh hưởng của thuốc lá đối với lại sức khỏe của con người. Chúng ta vẫn biết là tác hại của thuốc lá là như vậy. Thế nhưng mà xin bác sĩ có thể lý giải rằng là tại sao cái số người hút thuốc lá ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, lại vẫn gia tăng không ạ? Ai hút thuốc lá thì cũng đều biết cái tác hại của nó. Thế tuy nhiên như đã nêu ở trên thì trong 4.700 cái chất mà có trong thuốc lá thì có nicotine. Mà nicotine là một cái chất mà gây nghiện. Cho nên là chính chúng ta nghiện thuốc lá hoặc là hút thuốc lá, cái hành vi hút thuốc lá đó chính là cái mà nghiện cái nicotine. Đấy. Thì người ta đã chứng minh rằng như thế này, nếu mà một người hút thuốc khi mà chỉ cần vài giây sau khi mà hít một điếu thuốc lá vào trong cơ thể thì cảm thấy là cái nicotine nó sẽ tác động trực tiếp lên vỏ não và các cái tế bào của não mà phụ trách từ cái phân khu một thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là tinh thần nó sảng khoái hoặc là cảm thấy đầu óc nó cũng minh mẫn hơn. Đấy. Tuy nhiên thì người ta cũng không biết là cái tác hại của nó là nếu như sử dụng nhiều lệ thuộc vào nicotine thì cái vỏ não nó sẽ thông tiết ra bởi vì là cơ thể chúng ta là một cái cơ thể hoàn chỉnh. Nếu không có thì người ta cái vỏ não chúng ta vẫn tiết ra những cái chất đó để đảm bảo cái duy trì một cái hoạt động bình thường. Ví dụ những người không hút thuốc lá bao giờ thì người ta vẫn có cái tinh thần sảng khoái. Tuy nhiên những người đã bị lệ thuộc vào nicotine thì bắt buộc anh ta là phải liên tục nạp vào bằng cái hành vi hút thuốc lá. Thế chính vì vậy mà người ta biết được tác hại của thuốc lá, tuy nhiên người ta vẫn nghiện bởi vì chính người ta nghiện cái nicotine. Và hai nữa là trong một số cái trường hợp mà người ta hút thuốc lá là ví dụ như trẻ em muốn là thể hiện bản lĩnh của mình, đôi khi lại muốn là thể hiện bản lĩnh của mình là mình là người lớn rồi, đứng trước bạn gái là đôi khi có một quan niệm sai lầm là mình phải hút thuốc lá thì mới là đàn ông. Cho nên là cái giới trẻ là cũng có nguy cơ là nếu không được truyền thông giáo dục tốt thì có thể có nguy cơ là sẽ mắc nghiện thuốc lá. Đấy. Hoặc là có những cái trường hợp mà người ta cũng liên quan đến cái vấn đề quảng cáo thuốc lá. Cho nên là trong luật phòng chống tác hại thuốc lá là cấm quảng cáo luôn vậy. Khi mà người ta muốn bỏ rồi nhưng người ta nhìn thấy cái hình ảnh thuốc lá người ta lại có cái kích thích trên vỏ não, người ta lại muốn hút lại. Là thành viên trong ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá của tỉnh Bắc Cạn thì bác sĩ có thể cho biết là trong năm 2015 này thì ngành y tế có kế hoạch gì để tham mưu cho tỉnh thực hiện các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá không ạ? Chương trình phòng chống tác hại thuốc lá thì cũng đã triển khai rất nhiều năm trước khi mà có cái luật phòng chống tác hại thuốc lá. Tuy nhiên là do nguồn lực nó còn hạn chế, do vậy là những năm qua thì đã triển khai rất nhiều cái hoạt động này rồi. Nhưng mà năm 2015 này thì vừa qua thì theo sự chỉ đạo của Bộ Y tế cũng như là Ủy ban tỉnh thì Sở Y tế đã có cái tham mưu cho Ủy ban tỉnh là thành lập kiện toàn lại cái ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá của tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng ban, đồng chí Giám đốc Sở Y tế làm Phó ban thường trực
và các đồng chí lãnh đạo của ngành thành viên liên quan là thành viên của ban chỉ đạo này. Và ban chỉ đạo này theo kế hoạch là tới đây sẽ họp để thống nhất cái kế hoạch hoạt động của năm 2015 mà ngành y tế đã lập lên và trình triển khai. Cái nữa là xây dựng cái môi trường không khói thuốc. Cái nữa là từ đây đến cuối năm sẽ tổ chức các cái đoàn thanh tra kiểm tra và cái thực thi phòng luật phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn, bắt đầu từ các cơ quan công sở đến với lại từng hộ dân, bởi vì theo cái phân cấp và phải có cái tập huấn để thành lập một cái đội ngũ tuyên truyền viên phòng chống cái tác hại thuốc lá này. Thế tuy nhiên thì hiện nay thì chúng ta mới đang chờ phê duyệt cái kế hoạch này của quỹ phòng chống tác hại thuốc lá, bởi vì những năm trước thì quỹ mới triển khai được thí điểm tại 11 tỉnh và 7 bộ ngành. Năm nay thì bắt đầu triển khai trên 63 tỉnh. Thì bản thân chúng tôi đang lập kế hoạch và trình. Chắc là trong những ngày tới sẽ có cái phê duyệt của quỹ phòng chống tác hại thuốc lá thì sẽ triển khai trên địa bàn Bắc Cạn và sau đó thì rút kinh nghiệm để triển khai những năm tiếp theo để cái luật phòng chống tác hại thuốc lá đi vào cuộc sống. Dạ vâng. Đối với địa bàn tỉnh Bắc Cạn thì những cái khó khăn trong công tác truyền thông về tác hại của thuốc lá là gì thưa bác sĩ ạ? Thì hiện nay thì cái đội ngũ tuyên truyền viên chúng ta thì chưa thành lập được. Vẫn là nằm trong cái đội ngũ tuyên truyền viên chung của hệ thống y tế từ tuyến tỉnh đến y tế thôn bản. Còn về nguồn lực thì hầu như là từ trước đến nay chúng ta chưa có nguồn lực để đầu tư cho cái hoạt động này. Thế do vậy nó khó khăn về cả nhân lực và vấn đề vật lực. Tuy nhiên thì trong cái thời gian tới đây thì chúng tôi sẽ triển khai những cái hoạt động về truyền thông. Nhưng mà cũng có một cái cản trở một chút, giống như một số tỉnh mà có những cái người dân mà phát triển kinh tế bằng cái nguồn mà trồng cái thuốc lá. Thì thực ra là trồng cái thuốc lá là có thể là phát triển kinh tế của gia đình và địa phương. Thế do vậy là trong quá trình truyền thông thì chúng ta cũng phải mềm dẻo, khéo léo để truyền thông được nâng cao nhận thức cho người dân thực thi cái luật phòng chống tác hại lá nhưng mà không ảnh hưởng đến cái vấn đề phát triển kinh tế của hộ gia đình cũng như địa phương. Thì đấy là cái vấn đề mà trăn trở mà chúng tôi cũng nên cân nhắc. Vậy thì song song với công tác truyền thông thì chính phủ đã có những biện pháp nào nhằm giảm tình trạng gia tăng số người hút thuốc lá tại Việt Nam thưa bác sĩ ạ? Từ những năm 2000 đến nay thì chính phủ nước ngoài xã hội Việt Nam đã đưa ra rất nhiều cái văn bản quy phạm pháp quy cũng như là những cái chỉ thị nghị quyết liên quan đến việc mà quản lý vấn đề sản xuất kinh doanh cũng như nhập xuất nhập thuốc lá, và đặc biệt là các văn bản liên quan đến cái vấn đề phòng chống cái tác hại của thuốc lá với sức khỏe con người. Đặc biệt là ngày 18/6/2012 thì Quốc hội khóa 13 kỳ họp thứ 3 đã thông qua cái luật phòng chống tác hại thuốc lá. Thế luật phòng chống tác hại thuốc lá ra đời thì đây là thể hiện một cái quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong vấn đề phòng chống các cái tác hại của thuốc lá. Và đây là một cái hành lang pháp lý để các ngành các cấp, đặc biệt với ngành y tế để tham mưu cho các ngành các cấp để thực hiện cái hoạt động mà phòng chống tác hại thuốc lá. Bởi vì là cái thuốc lá thì khi mà sử dụng thì ảnh hưởng trực tiếp đến cái đời đến cái sức khỏe của con người. Vâng, nhân tuần lễ quốc gia không khói thuốc thì xin bác sĩ có thể đưa ra một cái thông điệp nào và gửi đến quý vị khán giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn không? Thì qua trao đổi cùng với hôm nay thì tôi muốn đưa ra một cái thông điệp với tất cả mọi người là thuốc lá có hại cho sức khỏe. Mà có hại cho sức khỏe thì cái hành vi cần nên là tránh. Bởi vì là hút thuốc lá không phải riêng cho mình ảnh hưởng đến mình mà ảnh hưởng tất cả người xung quanh. Và hiện nay thì có một khuyến cáo như thế này. Với những người chưa hút thuốc lá thì khuyên người ta không nên hút thuốc lá. Còn với những người mà không hút thuốc lá thì có một khuyến cáo là có những người mà đã hút thuốc lá nhưng đến mức chưa uống độ nghiện thì có một khuyến cáo là nên từ bỏ. Tuy nhiên thì với những người mà đã nghiện rồi thì trước kia thì chúng ta hay đi vào cái vấn đề mà truyền thông là khuyên người ta bỏ. Nhưng mà điều này cũng rất khó. Với những người đang nghiện thì có lời khuyên rằng là hãy giảm bớt số điếu thuốc trong một ngày thì cũng có thể là giảm bớt cái tác hại. Và nếu mà hút thì phải hút ở những cái nơi không cấm để thực thi đúng cái luật pháp về phòng chống tác hại thuốc lá. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị khán giả, phải thừa nhận rằng thu ngân sách
từ ngành sản xuất thuốc lá đạt 14.000 tỷ đồng mỗi năm, giải quyết việc làm cho 20.000 công nhân và 200.000 lao động nông nghiệp trồng thuốc lá. Nhưng ngần ấy có đáng để đánh đổi với con số 40.000 người chết vì ung thư và các bệnh liên quan đến thuốc lá mỗi năm? Tác hại của thuốc lá đến người trực tiếp hút thuốc và những người hút thuốc thụ động đã quá rõ ràng. Và từ bây giờ thì mỗi cá nhân hãy từ bỏ thuốc lá để bảo vệ sức khỏe của bản thân và những người xung quanh. Đến đây thì chương trình Khách mời trường quay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn xin được tạm dừng. Xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Tạc Văn Nam, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe tỉnh Bắc Cạn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.